sắp tới giờ đi làm rồi mà hòa nó nói gặp mình để dành thời gian cho nó xíu nữa đâu có tiêu người ta. Thôi đi làm đi. Ơ anh Khánh. Ủa, ờ, em trễ vợ rồi, à, em xin lỗi nha. Tại vì em kẹt xe em đến trễ. Ờ, à, anh Khánh em nói nghe nè anh dành chút xíu thời gian cho em nha. Được nhưng mà dành cho em mười phút thôi, tại vì anh còn phải gì làm nữa. Không dành cho em chút xíu để em hỏi cái bài tập này nè. Ừ, rồi em em hỏi đi chứ để thí dụ như có gì thì chiều anh về với hết tiếp cho. Ô mà anh Khánh, hồi nãy em bảo anh Khánh là dành thời gian, mà anh Khánh nói em là từ gì? Dành, dành ờ. anh thì anh phải dành được thời gian cho em chứ. Đâu? Em biết đó là từ dành mới đúng, còn anh nói là từ di, di dành không đúng. Không đúng phải từ đó đâu anh. Anh nói là từ trước giờ là anh chỉ biết từ dành thôi chứ. Nhưng mà em yên tâm đi. Nếu như mà anh sai á thì tụi mình coi cái chuyên gia giải thích dạ. là sẽ rõ liền à. còn ví dụ như mà em em trai thì cái gì mình sửa lại dạ rồi dạ ok bây giờ mình coi chuyên gia giải thích coi sao nha dạ ok các bạn thân mến theo các bạn từ nào là từ đúng giành giật hay giành giật trước hết chúng ta tìm hiểu về từ dành giật dành là động từ có nghĩa là giữ lại để dùng về sau để riêng cho ai chia phần cho ai đó dành thường được dùng để nói đến sự tiết kiệm cất giữ xác định quyền sở hữu thí dụ anh dành cái bánh này cho em cha mẹ để dành tài sản cho con cái đó anh khánh thấy chưa dành thời gian mới đúng thầy giải thích rồi đó nhưng mà nhưng mà anh gì vẫn anh... còn ngờ ngợ là cái từ dành tại vì từ trước giờ anh tổng sử dụng từ dành thôi mà không đâu mà đâu ai nói gì với anh đâu đâu từ dành thầy đã giải thích như, như vậy rồi còn cái từ gì dành của anh á đó... thôi thầy, anh hỏi thầy thử đi ờ thôi để mình hỏi chuyên gia tiếp Ờ. Dạ, thứ đến giành giật giành chỉ là động từ có nghĩa là cố dùng sức lực để lấy về cho mình cố gắng để đạt cho được tranh chấp cái gì đó giành thường được dùng để thể hiện sự tranh đoạt chiếm lấy của người khác thí dụ Vũ Thị Trang giành được ngôi Á quân giải cầu lông quốc tế Manifest năm 2019. Anh chị em trong nhà không nên giành quyền lợi của nhau. Giành giật có nghĩa là tranh cướp, chiếm đoạt. Thí dụ, các công ty thường hay giành giật thị trường của nhau. Vậy nên, rành giật mới là từ đúng. Còn rành giật là biết sai chính tả. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ dấu diếm hay dấu diếm. Mến chào tạm biệt các bạn. Ồ, có cái chương trình này hay ghê ta. Dạ. Vậy dạ, dạ, dạ mà anh mới biết được hả? Từ... Uh dành âm giờ mới đúng chứ đâu phải là từ dành mà âm di đâu mà nhưng mà từ trước giờ anh cứ sai không rồi đó thấy chưa thầy ừ. đã giải thích rồi đó anh lừa ừ. hên đó là có em ờ, em hỏi anh rồi mình đi hỏi chuyên gia rồi ờ, mình mới biết được từ đó chứ không là mình cứ sai riết vậy anh cảm ơn em đi nha ừ. tí nữa chiều nay về bao trò cà phê dạ à. cảm ơn anh ờ. Ờ, thôi ờ, giờ cũng tới giờ anh đi làm rồi ờ vậy thì có gì chiều nay anh dành thời gian cho em nha em chưa hỏi anh được gì đó ok anh sẽ dành thời gian cho em dạ ừ, thôi đi làm nha rồi, ok em